Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Và cái video ngày hôm nay là cái video đầu tiên của một cái series có tên là 3 Minutes Sneakers. Thì đây là một cái series nơi mà mình đăng tải những cái video mình sẽ review một cái đôi giày chỉ trong vòng có 3 phút mà thôi. Một cái thử thách đúng không? Nhưng á, mình nghĩ á, trước khi mà mình bắt đầu làm YouTube thì mình cũng có sở hữu rất là nhiều những cái đôi giày. Và kể cả trong cái khoảng thời gian mà mình làm YouTube á, mình có mua rất là nhiều những cái đôi giày mà mình chưa bao giờ có cơ hội để được chia sẻ nó ở trên cái kênh YouTube của mình. Thì tại sao mình lại không làm một cái series để mình có thể review nhanh thôi, và ít ra cũng có thể truyền tải những cái kiến thức dù ít dù nhiều trên những cái đôi giày này đến với lại các bạn, và cho các bạn một cái nguồn cảm hứng và hiểu biết nhiều hơn về những cái đôi giày đã từng được release. Và ai biết được thì có thể là bạn sẽ yêu mến cái đôi giày đó, in love với lại nó và mua nó. Thì cái series này á, mình sẽ chỉ review những cái đôi giày mà mình đã sở hữu thôi. Còn trong tương lai á, những cái đôi giày mà mình sẽ mua thì chúng ta sẽ có những cái pick up hauls, những cái video đặc biệt dành cho cái đôi giày đó. Thì hãy cho mình biết các bạn muốn là mình review cái đôi giày nào ở trong những tập tới của cái series này, từ những cái đôi giày mà có câu chuyện ở đằng sau lưng nó, những cái thương hiệu giống như là X Vessel, rồi những cái đôi giày high end nữa. Thì mình sẽ cố gắng review nhiều nhất có thể và đăng tải nhiều nhất trong một tuần để chia sẻ đến với lại các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ không nói nữa, chúng ta sẽ bắt đầu để xem cái đôi giày nào sẽ là cái đôi giày bắt đầu cho cái series 3 phút cho một đôi giày nha mọi người. Let's go. Wow, Air Max 197 Shawn Wonderspoon để bắt đầu cho cái series 3 Minutes Sneakers. Wow, nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu bấm giờ, hình như là ở đây hay là ở đây nè, và hit the intro, thì mình chia sẻ nhanh qua thôi. Và hình như là mình đã từng chia sẻ rồi, thì khi mà mình quyết định mua cái đôi giày này á, tìm hiểu về nó là khi mà mình đang ở trên một cái chuyến đi á, du lịch ở tại Nhật và Mỹ. Và bằng một cách nào đó thì từ những nơi mình đi ở ngoài đường ở Nhật nè mọi người, Ginza, mình thấy rất là nhiều người mang. Mình còn nhớ in ở trong đầu á, là ở tại sân bay khi mà chuẩn bị bay từ Nhật qua Mỹ á, có một cái anh rất là to con, mặc cái áo thun màu trắng trơn thôi, mang đôi giày này, rồi một cái đôi vớ cổ cao màu trắng rất là đẹp. Qua Mỹ thì ở tại Melrose cũng có, South Coast cũng có. Và thôi bây giờ mình quyết định là bây giờ giá nào cũng mua hết á. Nhưng mà không phải là mua được cái giá tốt rồi còn đúng size của mình nữa. Tại vì đây là size 11.5, không phải là 12. Nhưng mặc dù là size 11.5, mình cảm thấy rất là may mắn tại vì sở hữu được nó. Và đến bây giờ mình cũng đã sở hữu được chắc là 3 năm rồi hoặc là hơn. Và nếu các bạn nhìn á, thì cái đế vẫn còn đã được dán và chưa bao giờ được chạm đất. Mình cảm thấy nó là một cái masterpiece mọi người. Mình không dám mang nó. Nói chung là cái này á, là cái gì đó mà mình nghĩ là nó nên được, đối với lại mình á, là mình nên trưng bày nó hơn là mình mang nó trên chân, mặc dù mình rất là muốn mang nó. Và nếu mà trong tương lai có cơ hội để được mua size 12, mình chắc chắn sẽ mua để có thể want to stock và want to rock. Thì mình đã mua nó, hình như là Don giúp mình mua vào cái ngày cuối cùng ở tại Mỹ, chuẩn bị bay về Việt Nam, với lại một cái giá là 700 đô. Thời điểm đó giá đó không phải là rẻ đâu mọi người. Oh wow. Nhưng mà bây giờ thì càng ngày á, để bỏ một cái số tiền mua giày resale cho một cái đôi giày mà khó mua thì 700, 800, 900, 1000 hoặc là hơn á, thì nó là một cái chuyện bình thường đó mọi người. Nhưng mà bây giờ cái đôi giày này á, nó rất là đắt. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi chi tiết hơn về cái đôi Air Max 197 Shawn Wonderspoon này. Hello, hit the intro. Shawn Wonderspoon là ai? Thì Shawn Wonderspoon là chủ của một cửa hàng vintage có tên là Round 2. Thì vào năm 2017 thì Nike có một cái Nike 2017 Vote Forward. Thì vào cái thời điểm đó thì Shawn Wonderspoon cùng với lại 11 người, có thể gọi là đây là 12 người Revolutionaries, cùng nhau lên 12 cái phiên bản thiết kế Air Max. Và sau đó thì cộng đồng sẽ được vote ở trên những cái phiên bản này. Và đối với lại cái phiên bản được nhiều người vote nhất sẽ được release vào Air Max Day 2018. Sau đó thì cái đôi giày này, tất nhiên Shawn Wonderspoon là người đã thắng cuộc và đã được release vào cái ngày Air Max Day 26 tháng 3 năm 2018.
Và đối với là cái đôi giày này thì chúng ta sẽ có một cái giá retail là 160 đô. Còn đối với lại resale á, thì đây sẽ là những cái giá resale vào cái thời điểm này, tháng 6, tháng 7 năm 2021, 4 năm sau cái thời điểm vote forward, cũng giống như là cái đôi giày này được release. Đối với lại cái đôi giày này á, thì đã được release trước đó rồi, nhưng mà đó là một cái version có những cái túi rồi những cái phụ kiện được đi cùng vào cuối năm 2017, nhưng mà release chính thức á vẫn là ngày 26 tháng 3 năm 2018. Thì cái hộp của chúng ta, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hộp Nike màu đỏ. Đây là được in một cái logo Nike, Nike Swoosh, những cái họa tiết corduroy được nằm ở trên cái logo này. Sau đó thì chúng ta sẽ có đây 700 đô mình mua resale. Don đã giúp mình mua Air Max 197 VF Sean Wonderspoon 11, VF là Vote Forward 11.5, và màu là LT Blue Fury và Lemon Wash. Thì khi mà chúng ta mở cái chiếc hộp ra thì ở bên trong chúng ta sẽ có một cái chữ More Air, và sau đó là những cái thông tin chi tiết về Air Max, cái ngày mà Vote Forward, cũng giống như một chút thông tin về hình như là Sean Wonderspoon. Nhưng mà bây giờ các bạn cũng đã thấy chi tiết của cái hộp này rồi. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Thì tại sao lại là Air Max 197? Tại vì cái phần bottom là Air Max 1 mà upper lại là Air Max 97. Thì cái phần upper được làm từ một cái chất liệu corduroy, được lấy cái nguồn cảm hứng từ những cái chiếc nón vintage của Nike vào năm 80. Sau đó chúng ta sẽ có những cái layers từ một cái màu xanh lá nè, màu tím, xanh dương, light blue, một cái màu hồng salmon, màu xám, màu vàng. Và tiếp theo đó chúng ta sẽ có hai cái dấu Nike Swoosh ở cái phần upper này. Một là một cái màu xanh ở ngay cái phần mũi, và ở ngay phần thân giữa thì chúng ta sẽ có một cái Nike Swoosh màu vàng. Cái lưỡi gà cũng còn được làm từ cái chất liệu corduroy nữa. Và sau đó chúng ta sẽ có một cái pull tab bằng denim, một cái velcro badge, và chúng ta sẽ có một cái badge, một cái họa tiết sóng biển. Và khi mà chúng ta lột ra thì có một cái logo Nike Swoosh màu xanh. Và ngoài ra thì cái đôi giày này cũng được cho đi cùng với lại một cái badge Nike Swoosh. Cặp dây giày được thắt ở trên cái đôi giày này là một cặp dây giày màu vàng. Cái phần đầu á, lace tip á, một bên á là metallic, một bên á là vàng gold. Và ngoài ra thì được cho đi cùng với lại ba cặp dây giày khác. Chúng ta sẽ có màu xanh, màu trắng, và ngoài ra là màu tím. Ở đâu á thì không biết, tại vì á nó đang thất lạc ở đâu đó ở trong cái phòng này mà thôi. Và cái phần gót thì được làm từ cái pull tab ở cái phần gót, được làm từ một cái chất liệu denim. Sau đó thì chúng ta sẽ được thêu một cái chữ là VA, một cái mũi tên đến LA. Có nghĩa VA á là Virginia, là nơi hometown của Sean Wonderspoon, và đến LA là Los Angeles. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái phần sock liner được làm hình như đây là một cái chất liệu satin, nó rất là mịn, và đây là satin vàng. Cái phần lót thì chúng ta sẽ có một cái lót được làm từ chất liệu satin màu xanh. Và sau đó thì ở ngay cái phần gót thì chúng ta sẽ có một cái logo mặt cười, nhưng cái miệng cười là cái dấu Nike Swoosh. Cái phần midsole này là một cái màu off-white với lại màu sale nè, chắc chắn luôn. Rồi cái airbag thì hình như là chúng ta sẽ có một cái màu đỏ hồng một tí. Và cuối cùng là cái phần đế của chúng ta, mình sẽ cố làm sao để các bạn thấy cái đế này rõ nhất. Nhưng cái đế này chúng ta có 4 cái màu đẹp ơi là đẹp. Màu vàng nè, màu xanh, màu xám, và cuối cùng là cái màu mà mình thích nhất, đó chính là một cái màu salmon pink, một cái màu hồng salmon. Và đối với lại sizing hả? Mình chưa có mang sao mà mình biết được. Nhưng mà mình chưa có dám mang mọi người. Và đây là size 11.5 nữa. Nhưng từ đầu cho đến bây giờ các bạn có thể thấy là wow, cái đôi giày này là satin inside, rồi velcro, rồi upper 97. Nhưng mà mình research được là cái đôi giày này nó mang hơi uncomfortable một chút, nó không có được thoải mái lắm. Nhưng mình cá nhân sẽ rất muốn được trải nghiệm nó. Và sizing, fitting, true to size, nếu mà bạn có một cái chân có chiều ngang thì mua half a size up. Nếu mà chân 12, mua 12.5. Và nếu mà muốn size chẳng thì tất nhiên là 13. Nhưng chắc chắn mình sẽ tìm cái đôi giày này size 13 ở trong tương lai rồi. Hình như bữa giờ tuổi ăn tuổi lớn hay sao á, chân mình cứ to lên mọi người. Và đó chính là cái đôi Air Max 197 Sean Wonderspoon. Thì hy vọng là cái video này, cái video đầu tiên để kick off
cho cái series 3 Minute Sneakers. Và hy vọng là mình không có bị lố giờ. Cái đôi giày này sẽ cho các bạn tìm hiểu hơn, một chút kiến thức hơn về cái đôi giày này nè mọi người, hiểu rõ hơn là tại sao lại có nó. Và mình tin á, cái đôi giày này là một cái đôi giày mà một trong những đôi giày khó nhất mà mình từng phải cố gắng để mua được. Và một cái đôi giày perfect dành cho mùa hè. Mình nếu mà mang vừa chắc chắn là mình sẽ thử lấy nó ra để mang. Còn cái đôi mà stocks, mình sẽ mua cái đôi size 13. Và nếu mà mang theo mình biết nha, một thời gian các bạn mang lâu cái đôi giày này á, cái phần này nè nó sẽ bị bong một tí á, nhưng mà đó là cái nên bị á khi mà chúng ta đến với lại corduroy. Theo mình biết nha, nếu mà có những cái ảnh á, mình sẽ đặt nó ở đây. Còn hãy cho mình biết bạn muốn mình review cái đôi giày nào tiếp theo cho cái series này 3 phút một đôi giày. Until then, hẹn lại mọi người nha. Peace out.